Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh siêu thị trực tuyến Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ. Và tôi là Kiều Anh, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong clip hôm nay. Vâng, hôm nay trong clip này thì tôi sẽ giới thiệu tới quý vị những công dụng tuyệt vời từ nước hồng sâm Hàn Quốc. Ở đầu tiên thì chúng ta cần biết nước hồng sâm là gì. Nước hồng sâm Hàn Quốc là một loại thức uống được làm hoàn toàn từ hồng sâm Hàn Quốc. Những củ nhân sâm tươi tròn 6 năm tuổi được chọn lọc kỹ lưỡng, sau đó thì đem đi hấp sấy đến khi thủy phần còn dưới 14% để tạo thành là nước sâm Hàn Quốc. Và từ hồng sâm thì sẽ tiếp tục đem đi ép lấy nước tinh chất để có thể là cho ra đời nước hồng sâm cao cấp. Ở nước hồng sâm thì giàu giá trị dinh dưỡng và cung cấp những dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Chính vì thế thì có thể nói là tác dụng của nước hồng sâm Hàn Quốc đối với sức khỏe là vô cùng to lớn. Tiếp theo thì Kiều Anh sẽ giải thích tới các bạn vì sao nước hồng sâm lại có những tác dụng vô cùng tuyệt vời. Đầu tiên thì nước hồng sâm Hàn Quốc sẽ có tác dụng là ngăn ngừa căn bệnh ung thư. À, theo nghiên cứu của các nhà khoa học thì trong nước hồng sâm có đến 34 dưỡng chất có từ saponin không chỉ hiệu quả trong ngăn ngừa ung thư mà trong một số trường hợp thì các chất ginsenozide RH2 và RG3 có trong nước hồng sâm sẽ giúp phòng ngừa ung thư cũng như là ngăn chặn sự phát triển của các tế bào ung thư và đồng thời thì sẽ chuyển hóa chúng trở thành các tế bào bình thường. Và thứ hai thì nước hồng sâm có tác dụng đối với bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường. Ở thành phần saponin trong hồng sâm thì có tác dụng loại bỏ chất alosan và chất streptozotoxin là nguyên nhân gây tăng đường huyết. Và do đó thì tác dụng của nước hồng sâm cũng có hiệu quả làm hạ đường huyết, giảm bệnh đái tháo đường. Ngoài ra thì trong hồng sâm còn có các thành phần giúp tiêu diệt tế bào gốc tự do là nguyên nhân gây nên sự lão hóa. Do đó thì nó có hiệu quả trong việc kéo dài tuổi thọ. À, bên cạnh đó thì thành phần của nước hồng sâm cũng giúp cơ thể nhanh chóng phục hồi thể lực cũng như là tăng cường sức đề kháng và hệ thống miễn dịch. Thứ ba, nước hồng sâm thì còn có tác dụng đối với việc điều hóa huyết áp. Các saponin của hồng sâm thì có tác dụng làm hạ cholesterol và triglycerides trong máu nên không chỉ ngăn ngừa được nguy cơ của bệnh sơ vữa động mạch mà còn có hiệu quả rất tốt trong việc là điều hòa hay là ổn định huyết áp cho những người bị cả huyết áp cao và huyết áp thấp. Ngoài ra thì tác dụng của nước hồng sâm còn vô cùng tốt, giúp tăng cường tuần hoàn máu hay là cải thiện trí nhớ. Hồng sâm thì có tác dụng ngăn sự kết dính tiểu cầu, nên không chỉ giúp máu lưu thông tốt mà còn giảm được nguy cơ gây bệnh tim. Công dụng thứ 5 của hồng sâm đó chính là hỗ trợ việc giải độc gan. Saponin có trong hồng sâm thì làm tăng sự hoạt động enzyme liên quan tới sự thoái hóa của ethanol và acetaldehyde do đó thì đối với những người hay sử dụng rượu bia thì để tránh sự tác động độc tố lên gan thì trước khi uống rượu bia có thể là uống một chút nước hồng sâm và thứ sáu thì nước hồng sâm giúp tinh thần chúng ta vui vẻ hơn ờ, nếu như tinh thần bạn luôn vui vẻ sàng khoái thì bạn có thể hoàn thành tốt được mọi công việc và nước hồng sâm thì giúp ngăn chặn sự ức chế thiếu máu cục bộ là nguyên nhân gây ra stress thứ bảy là nước hồng sâm giúp tăng cường hoạt động của não bộ và cải thiện chức năng tiếp thu hay là ghi nhớ kiến thức là những tác dụng của nước hồng sâm. Ở những học sinh, sinh viên hay là người lao động trí óc thường xuyên uh, sử dụng thì sẽ rất tốt. Ngoài ra thì người lớn tuổi sử dụng nước hồng sâm có thể là cải thiện được bệnh uh, quên hay là lãng trí. Và bên cạnh đó thì nước hồng sâm Hàn Quốc còn có những tác dụng vô cùng tuyệt vời như là việc chống đột quỵ, cải thiện chức năng sinh lý hay là giúp tiêu hóa tốt. Và tôi tin chắc rằng với những công dụng tuyệt vời như trên của nước hồng sâm thì chắc chắn quý vị sẽ muốn sử dụng ngay loại nước này thôi ạ. Và nếu như quý vị còn đang thắc mắc rằng chưa biết mua nước hồng sâm Hàn Quốc ở đâu để có thể là an toàn cũng như là an tâm trong quá trình sử dụng thì hãy ngay lập tức liên hệ tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904 363 985 để được tư vấn miễn phí về những sản phẩm nước cao hồng sâm Hàn Quốc. Korea Shop 24 giờ thì với phương châm chất lượng là uy tín hàng đầu, luôn cam kết đưa tới quý vị những sản phẩm chính hãng và tốt nhất đến từ đất nước Hàn Quốc. Hy vọng rằng clip ngày hôm nay đã mang đến cho quý vị những thông tin vô cùng bổ ích. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại!